em dọn kho nhá. Có hai cái biến áp đấy, ngày xưa hình như đâu nhập về nó cũng lâu lâu rồi. Trước là nhập về cái này như là đâu là khoảng tầm 350 một cái đấy, hai cái 700 này. Đấy, nhập về cho anh khách nhưng mà anh ấy không lấy, anh ấy đặt và anh không lấy, cũng để cũng lâu rồi đấy. Giờ em bán thanh lý nhá. Đấy, giờ em bán thanh lý con này cho các bác. Đấy, cũng không có đồ để thử, cũng không biết là sống chết thế nào. Đấy, đây này, con này nếu mà mang đi bán sắt vụn thì nó cũng phải tầm cũng phải được tầm 150 nhá, tầm 100, 120, 150 gì đấy. Giờ khoảng tầm cái này là cân theo đồng là như đâu 60.000 một cân gì đấy, 60.000 đến 70.000 một cân gì đấy, thì cái này nó sẽ rơi vào khoảng tầm cũng phải tầm 120 đến gần 120 đến 150 đấy, khoảng đấy. Không biết bây giờ đồng nó lên lên không, nhưng mà nó sẽ rơi khoảng tầm 120, 150. Đấy, có hai cái này nhá, hai cái này thì bác nào mà mua về chế cháo thì em để cho các bác nhá. Đấy, hàng này là hàng của bên Sony này, hàng của Sony nhá, hàng này hàng của Sony. Còn khuôn kiểu các thứ của nó vẫn còn đấy đấy. Thế là đây là dây nguồn vào hay sao? Đấy, nguồn vào. Đây là nguồn vào rồi. Đấy. Ok nhá. Đấy, quý vị nào lấy thì báo em nhá. Đấy. Cái này em bán là 120.000 một cái nhá. 120.000 một cái. Đấy, bác nào lấy cả hai cái này thì em tính là 100.000 một cái, hai cái là 200 nhá. Đấy. Hai cái 200. Đấy. Quay lên bán giao lưu cho các bác nhá. Và cái này, mấy dòng này em không bao sống chết đâu, điện của nó. Mấy dòng này ra là điện của bọn này là điện 100V đấy nhá. Đấy. Cái dòng này ra của nó là điện áp cắm điện là 100V. Đấy, điện làm điện 100V nhá. Mấy đầu vào này hàng Sony dòng nội điện của Nhật là điện 100V và ok nhá. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, em xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.